Xin chào tất cả các bạn. Ngành thiết kế game và đồ họa là một ngành học mới thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật. Hiện nay, Canada đang là điểm đến lý tưởng, mở ra cơ hội cho du học sinh quốc tế được học tập và định cư tại đây. Tuy nhiên, học ngành thiết kế game và đồ họa nên chọn trường nào tại Canada vẫn là câu hỏi thường gặp của các bạn. Và để giúp các bạn không phải gặp khó khăn trong việc lựa chọn trường học cho bản thân, thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu học ngành thiết kế game và đồ họa nên chọn trường nào tại Canada các bạn nhé. Những trường đào tạo ngành thiết kế game và đồ họa uy tín tại Canada là Sheridan College, Visual College of Art and Design of Vancouver, Seneca College, Capilano University, Vancouver Film School, Ontario College of Art and Design, The Art Institute of Vancouver, Emily Clark University of Art and Design, Vancouver Institute of Media Art, Hanshin College, Centennial College, Cambridge College, Fleming College, Durham College, Humber College. Lợi ích khi du học Canada ngành thiết kế game và đồ họa. Canada được đánh giá là một trong những cái nôi của ngành công nghiệp điện ảnh trên toàn thế giới. Không chỉ sở hữu những phim trường nổi tiếng ở các thành phố như Toronto hay Vancouver, Canada còn là quê hương của những trường đại học hàng đầu trong đào tạo đồ họa, thiết kế. Vì vậy, theo học ngành thiết kế game và đồ họa tại Canada là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Tại các trường học tại Canada, có hệ thống trang thiết bị và phòng thực hành chuyên biệt cho sinh viên, phục vụ chương trình học ngành thiết kế, giúp sinh viên được thực hành liên tục trong quá trình học, gồm có studio chụp hình, phòng máy tính, iMac, phòng vẽ, phòng đa phương tiện, phòng thiết kế và in ấn. Chương trình đào tạo chất lượng, mang tính thực tế cao, cũng là một điểm khác biệt của chương trình thiết kế game và đồ họa tại Canada, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp cho sinh viên tư duy thiết kế tốt hơn. Sinh viên học ngành này sẽ đóng vai trò của người truyền tải ý tưởng của doanh nghiệp vào trong sản phẩm bán ra trên thị trường. Sinh viên được đào tạo các kỹ năng như khả năng thấu hiểu nhu cầu và hành vi người tiêu dùng cũng như sẵn sàng đối mặt với các thách thức và suy nghĩ sáng tạo. Ngành thiết kế game và đồ họa tại Canada luôn gắn liền với thị trường lao động thông qua sự liên kết chặt chẽ với các đối tác chiến lược hàng đầu trong nền kinh tế. Sinh viên sẽ được phân tích, hiểu thêm và giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo để học tập những kinh nghiệm cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển dụng tại những công ty đó. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế game và đồ họa có thể làm việc ở các vị trí như chuyên viên thiết kế đồ họa, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ đạo sáng tạo, nhiếp ảnh gia, họa sĩ minh họa, thiết kế sắp đặt chữ nghệ thuật, giảng viên thiết kế, quản lý thiết kế, nhà sản xuất phim hoạt hình 2D, 3D, phát triển game trên máy tính, điện thoại, họa sĩ chuyển tranh. Với mức lương khởi điểm tại Canada là khoảng 31.000 đến 62.000 đô Canada trên một năm. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.